Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình đã quay trở lại rồi đây. Ok các bạn ơi, thì đã rất là lâu rồi mình mới quay trở lại đây, đã 2 ngày rồi các bạn ơi, 2 ngày rồi mình chưa ra clip. Trời là trời, rất là xin lỗi anh em nha, bởi vì là mấy ngày nay mình bận quá, mình bận phải đi sửa cái máy tính cho Sammy cho nên là mình không có ra clip cho anh em xem được, rất là xin lỗi anh em nha. Cho nên là hôm nay mình sẽ tiếp tục vùng đất chết cho anh em xem đây. Ok, thì trong tập trước chúng ta đã làm được gì nào? Trong tập trước chúng ta đã xây dựng được một tòa lâu đài mini để chúng ta có thể sống nha các bạn ơi. Đây, đây là tòa lâu đài và mình sẽ sống trong tòa lâu đài này cùng với anh Mr. Vịt nha các bạn. Đây, đây là cái giường của mình nè, và cái giường của anh Mr. Vịt nằm kế bên mình. Nói chung là hai đứa mình sẽ ngủ chung với nhau. Ok, được thôi. Thì cái tòa lâu đài này mình xây mới xây ra thôi, cho nên là mình chưa có trang trí gì cả. Mình chưa có gọi là đặt rương vô hay là đặt nến, đặt đồ vô cái gì cả, cho nên là nhìn nó cũng chưa được đẹp lắm. Mai này mình sẽ trang trí sau. Ok, vậy thì trong tập này chúng ta sẽ làm gì nào anh em ơi? Thì nếu như các bạn còn nhớ, trong tập trước thì mình có đi ra ngoài cái sa mạc, thì mình có tìm thấy được một cái tượng nhân sư. Đây các bạn thấy không, trước mặt chúng ta nè, đó chính là cái tượng nhân sư nữa các bạn. Đó, thì mình có nói với mấy bạn là nếu như mà các bạn like ủng hộ cho mình nhiều nhiều á, thì mình sẽ gọi là đi thám hiểm cái tượng nhân sư này. Thì các bạn like cho mình rất là nhiều luôn, cho nên là ok, bây giờ tập này mình sẽ đi thám hiểm cái tượng nhân sư này nha các bạn. Đó, cái tượng nhân sư siêu to khổng lồ nè. Nhưng mà trước khi thám hiểm nó, mình cần phải có một ít gọi là block gỗ đã, để chúng ta có thể gọi là chui vào trong nó. Thì chúng ta còn có block gỗ để chúng ta đặt, chúng ta leo lên nè, hoặc là chúng ta còn có block gỗ chúng ta chế tạo nữa. Đó, cho nên là mình phải đi lấy block gỗ đã. Ok, và bây giờ mình sẽ vào trong khu rừng này để mình chặt gỗ nha anh em. Cái cây này cao cao đi, cái cây này cao nhất nè. Mình sẽ sử dụng cái cây gọi là cái cây máy cưa kim cương của mình để mình cưa cái cây này ra. Ok, hơi tốn thời gian xíu nhưng cưa một phát một là được hết cái cây luôn anh em ơi. Đó, cưa thôi. One hour later. 2 hours later. Three hours later. Two thousand years later. Búp, búp. Trời ơi, nhanh đi. Ok, búp, hết cây luôn. À, rồi gỗ rơi kìa, gỗ rơi kìa. Thôi ơi, một nùi gỗ luôn các bạn ơi. Ok, có gỗ xài rồi. Lậm. Ok rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nè. Bây giờ mình sẽ qua bên cái tượng nhân sư để chúng ta đi thám hiểm cái tượng nhân sư nha anh em. Đó, thì mình đã có được kiếm kim cương nè, cuốc nè, sản nè, máy cưa đầy đủ hết. Bây giờ chúng ta có thể qua bên đó để khám phá rồi. À, tượng nhân sư bị súng răng. Ok, để mình leo lên nó thử nha. Đặt lóc leo lên nè. À, mình nghe có cái tiếng gì bên trong rồi đó nha. À, ok. À, để vào được bên trong đây chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ sử dụng cây cúp đập bởi hàm răng nó ra. Đó, đập bởi hàm răng nó ra các bạn ơi. Đập bởi ra nè. Đó, nét hàm răng mày chưa con. Rồi, xong. Chúng ta sẽ chui vô. Ồ, ồ, chưa gì là thấy có con quái vật ở dưới đây rồi nè. Oh yeah, từ từ. Mình không có đuốc. Không có đuốc, không có gì cả. Đâu. Mà không sao, xuống đánh nó đại luôn. Ê, mày hả? Mày hả mày? Ok rồi, nó chết rồi. Nó chết rồi các bạn ơi. Ui, sao hôm nay tới thui vậy, không thấy gì vậy? What the hell? Chẳng lẽ cái tượng này bên trong nó chẳng có gì hả các bạn? What? Cái tượng này. Khoan. Ui, ở dưới đây nó có cái hố nè các bạn ơi. Ui, ôi trời trời, rơi xuống luôn rồi. Ôi, có cái cầu thang nè. Ok, mình sẽ đi cầu thang xuống nha. Oh my god, mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn kìa. Bên dưới đây là cả một cái công trình luôn mấy bạn ơi. Vãi nồi thật. Wow, hóa ra trong cái tượng nhân sư nó có một căn hầm, cả một cái công trình ở đây luôn. Để mình mở tiếng game nhỏ lại xíu. Ok, chỗ này chúng ta phải làm gì đây? Dưới đây là dung nham nè. Thì có lẽ chỗ này chúng ta sẽ phải bắt cua qua mấy bạn ơi. Rồi, để xem coi, nhảy qua đây nè. Rồi, nhảy qua đây, qua đây. Rồi, nhảy qua đây, ok. Ôi, chết, bị đói rồi. Ôi, chỗ này là tàn laser không à. Ok, bây giờ mình phải làm một cái lò nướng để mình nướng cá lên mình ăn đã. Ok. Ôi, trong đây cũng có một cái hầm nữa nè. Ok, lấy một ít đất nha. Lấy ít đất nè, sau đó mình sẽ lấy thêm vài cục đá để chúng ta làm cái lò nướng, chúng ta nướng thịt lên chúng ta ăn các bạn ơi. Chúng thôi chúng ta là hết thức ăn rồi đó. Mình thấy mình còn có 9 máu à. Ô, cái what the hell? Cái gì vậy? Chết tôi rồi.
đậu phộng đó, một cái con gọi là phóng lao nó đã quăng lao mình chết rồi. Mày với mày, mày thôi, ok, giết nó luôn. Rồi đi ra ngoài coi, để các bạn chế tạo ra nè. Sau đó là chế tạo cái lò nướng, đây lò nướng đây. Đặt lò nướng ở đây, sau đó bỏ mấy con cá vô. Rồi, bỏ thêm than vô, nướng cá lên. Ok, chờ nướng cá lấy cá ăn nha các bạn. Ui, bên đây nó có mấy con gì nữa các bạn ơi. Oh my god, con gì vậy ta? Nhìn lão à, bây giờ mình sẽ qua mình tiêu diệt mấy con này thử coi. Không biết nó có đánh mình không ta. Ôi, nó đang sớm tại chỗ mình nè. Ui, nó quýnh mình đó bạn ơi. Con này lão thật. Trời đông thế. Trời đông vãi. Giờ sao đây trời, nhào vô nó đánh mình chết luôn á trời. Ôi đâu. Trời ơi. Hey. Mày á. Ui, đông quá. Ủa mấy con này mình nhớ là nó bọn nó chỉ có ở trên mặt trăng thôi mà ta. Tại sao bọn nó lại có ở đây ta? Ui, mày hả mày? Ui, chạy, đông quá. Ê, chém nè. Ui, trời, đông quá bạn ơi. Ui, trời, đông. Chết tôi rồi. Mày hả? Ui, trời, đông quá. Chạy. Ui, bên đây có hai con tượng đá nữa nè. Trời ơi, cái gì đâu mà quái vật quá trời vậy? Ok. Ui, tha cho tụi bay á. Không phải là tao sợ tụi bay đâu. Tha cho tụi bay á, tao chạy. Hể rồi được. Ok, mình phải lấy cá mình ăn đã. Mình ăn để mình hồi máu đã. Mấy con này nó dữ quá bạn ơi. Hãy nồi thật. Ok, ăn cá vô nè. Rồi xong. Có sức mạnh đây nè. Nhảy qua mấy cái laser này phải không? Nhảy qua nè. Ok. Mày. Mình sẽ đứng trên đây mình đánh vào nó luôn. Trời, xong. Trượt chân rồi. Xong, chết tôi rồi. Mấy con này bọn nó đánh cũng không có mạnh lắm, nhưng mà bọn nó đông mấy bạn ơi. Trời ơi, mày hả mày. Trời, đông quá. Ok, cũng gần chết hết nè. Mày hả, ok. Dùng skill nè. Còn 3 con. Mày hả mày. Ok, mình đã tiêu diệt hết rồi các bạn ơi. Phải rồi, mấy con này tính ra bọn nó cũng không có mạnh lắm nha. Rồi, ok. Bây giờ là hai con tượng đá này mới ghê nè, nó đập mình một phát là mình chết queo luôn á. Không sao, mình có giáp, mình hy vọng là giáp của mình có thể thắng được bọn nó. Ủa, cái con này bị gì vậy? Quẩy hả? Ok, quẩy. Nhảy đi. Phải rồi, hai con này nó nhảy sung quá bạn ơi. Cực đầu. Ok, rồi để mình vô mình giết nó luôn. Ui, nó đấm mình một phát mình văng tuốt ra ngoài đây luôn. Chết tôi rồi. Rồi mình sẽ đập cái này ra, đập cái hàng rào ra để mình nhào vô mình giết mà nó. Đập ra nè, ngon ra đây, chạy. Rồi, mình kêu nó ngon ra đây xong mình chạy các bạn ơi. Mày hả? Đánh từng con thôi, đừng có nhào vô quýnh lần hai con. Mày hả mày? Ok, chết mày nha con. Một viên kim cương, con này giết mà nó sẽ được một viên kim cương với lại viên đá mấy bạn ơi. Còn một con nè, ra đây luôn mày. Chạy. Ra đây mày. Ok, mày hả mày? Ủa, chạy. Ai? Phải nồi, chết queo rồi. Ok, lại. Hồi sinh nè, tao hồi sinh được nha mày. Tưởng tao không hồi sinh được nha mày. Ok, lại đây. Cùng skill nè. Chết mày với tao nè. Mày hả mày? Ok, nó chết rồi bạn ơi. Đó. Tính ra mấy con này cũng yếu xìu, có gì đâu mạnh trời. Rồi, để mình coi, mình được hai viên kim cương rồi nè. Rồi mình sẽ đem mấy cái bóng đèn laser này đem về nhà xài các bạn ơi. Cái bóng đèn laser này đem về nhà trang trí cái gì ta? Cái gì ta? Cái lâu đài của chúng ta đúng không? Đó, đem về trang trí lâu đài, quá hợp lý. Ok, mấy bóng đèn này đem về nhà luôn. Rồi mà khoan từ, tí nữa mình lấy sau rồi chúng ta đi thám hiểm tiếp đi. Ok. Rồi, bên đây là nó có một cái gì đây? Cái này là một cái kính mấy bạn ơi. Chúng ta sẽ đập cái kính này ra nha. Khoan từ, nó có quái vật hay gì mà có hai quái vật phóng lao nè. Ui, nó quăng lao mình nè. Ui, mày hả mày? Ui da, đâu. Mày hả mày? Một con. Mày hả mày? Hai con. Đó, rồi. Ở trong đây nó có một cái đèn laser. Bây giờ làm sao để mình đi qua đây mình đập nó ra luôn hả? Ok, giờ mình sẽ đập cái đèn laser này ra luôn nha. Đập nó ra luôn. Đập mày ra luôn, tao sợ mày chắc. Ok. Và chỗ này cũng có một cái đèn laser nữa. Ở chỗ này làm sao? Ủa, đường cục rồi hả? Chỗ này làm sao? Cái này là gì đây? Cái này là cái kính phải không ta? Cái này là cái kính phải không mấy bạn? Ủa mà cái này để làm cái gì? Mấy bạn ơi, và sau khi mà mình suy nghĩ một hồi thì mình đã hiểu rồi. Thật ra cái kính là như thế này nè.
Chúng ta sẽ sử dụng cái đèn laser này, chúng ta đặt vào đây. Ok, ok, rồi. Cái đèn laser sẽ chiếu vào cái kính. Sau chúng ta sẽ sử dụng cái kính này, chúng ta xoay lại. Và cái đèn laser nó sẽ chiếu qua đây. Đúng không? Đó là chúng ta sẽ sử dụng cái đèn laser này. Ủa phải không ta? Hay là chiếu qua tấm gương bên đây ta? Chiếu qua đây. Ủa phải không ta? Chiếu qua đâu ta? À, chắc là chiếu vô cái tấm này nè. Ok, rồi lại. Bây giờ mình sẽ xoay lại nè. Rồi, cho nó chiếu vô cái tấm bên đây. Xong cái tấm bên đây mình sẽ cho nó chiếu qua bên cái tấm ôi e cho chúng mình rồi. Sẽ cho nó chiếu qua cái tấm bên đây. Đó. Rồi từ cái tấm bên đây mình sẽ cho nó chiếu qua cái tấm bên này. Rồi, chiếu qua nè. Đó, mình sẽ cho nó chiếu qua cái tấm bên này. Và từ cái tấm bên này mình sẽ cho nó chiếu qua cái tấm ở bên này. Đó, cho nó chiếu qua chiếu lại các bạn. Giống như kiểu ê. Rồi xong. Là gì? Nó thiêu chết mình luôn rồi. Phải nồi đi. Ok rồi, chiếu lại nè. Rồi. Cái đèn laser nó chiếu qua bên đây. Sau đó từ cái đèn laser bên đây. Ok, mình chạy qua luôn. Rồi. Từ cái đèn laser bên đây chúng ta sẽ cho nó chiếu vào cái cục này. Đó, chiếu vào cục này. Và bên đây cái cửa này sẽ mở ra, mình nghĩ là vậy. Cái cửa này mình dùng sẵn mà đập không được các bạn ơi. Đập không được, không chạm vào nó được nha. Ok. Ok rồi, chiếu vô nè. Rồi, cửa sẽ mở ra. Đúng rồi các bạn ơi. Ghê chưa? Trời ơi. IQ vô cực. Trời ơi, nè các bạn coi nè thấy không? Nè, mình sẽ từ cái laser này nè, mình chiếu qua cái kính này, cái kính này chiếu qua kính này, rồi kính này chiếu qua cái kính này, rồi cái kính này chiếu qua đây, rồi chiếu qua đây, đó chiếu qua cục này là cửa sẽ mở. Đơn giản. Đó. Ok, để vào trong coi có gì đây. Khoan, bình tĩnh. Nhiều khi là có quái vật bên trong đây các bạn ơi. Bình tĩnh, từ từ. Nhiều khi có quái vật trong đây á. Oh my god, vàng đó bạn ơi. Cái này là vàng thiệt á nha. Oh my god, lấy. Trời ơi, vàng. Ui, quá trời vàng luôn. Quặng vàng không mấy bạn ơi. Wow, lấy, trời ơi. Vàng không à, trời ơi. Kỳ này là mình dời, mình tha hồi chế bằng vàng rồi. Chế đồ bằng vàng rồi các bạn ơi. Kỳ này tha hồi nhà mà chế đồ bằng vàng luôn. Lấy hết đống vàng để em về luôn. Ủa mà khoan, trên đây nó có cái gì nè? Cái rương à? Cục này, ơi, cái cục này làm cổng địa ngục được nè. Ok, lấy về luôn. Ủa nhưng mà cái này phải dùng cái máy khoan mới lấy được đúng không? Cái này là gì đây? What? Trượng Ai Cập. Cái này là gì ta? What the hell? Ừ, mình xem coi. Ui bạn ơi, bạn coi nè. Cái này cầm nhìn ngầu quá không? Này nhìn nè. Nhìn nó có cái con mắt nữa bạn. Ui, sao nhìn cái con mắt này nhìn nó giống cái con mà đỏ đỏ hồi nãy chúng ta mới vừa đánh đó mấy bạn. Nhìn cái con mắt nó cũng to thế này nè. Ui, cái cây này đẹp ghê luôn á. Hình như cái này là vũ khí mới mấy bạn ơi. Vũ khí mới nha. Ok, khoan từ. Để mình lấy cái đống vàng này xong mình về nhà mình xem cái vũ khí này giúp được mình gì không nha. Và mình đã khám phá thành công được tượng nhân sư siêu to khổng lồ rồi các bạn ơi. Và các bạn thấy cái tượng nhân sư này như thế nào, đừng quên bình luận lại cho mình biết nha. Đó, cái tượng nhân sư này mình thấy là nó khá gọi là hay đó. Bên trong có khá là nhiều quái vật, nhưng mà bọn nó yếu quá, không còn nào mạnh hết á. Ok, để mình còn nhờ lượm được một cái cây gọi là trượng Ai Cập nè, mình đang cầm trên tay nè, không biết để làm gì hết. Bây giờ mình sẽ đem về nhà, mình xem thử coi công dụng của nó là gì nha anh em. Rồi, về tới nhà rồi đây. Thì cái cây trượng Ai Cập này nè, thì mình thấy á, là nó không phải là vũ khí dùng để đánh. Bởi vì á mấy bạn coi nè, mình mới đánh cái con zombie có mấy cái thôi mà nó muốn hư luôn rồi. Cho nên mình nghĩ cái vũ khí này không phải dùng để đánh, mà là vũ khí này để dùng làm một cái gì đó mà mình không biết. Để xem coi. Nếu mà đánh không được thì chúng ta sẽ thử sử dụng ở cách ha. Oh my god. Cái gì vậy? What the hell? Khoan, con này nó có đánh mình không vậy? Mày hả? Ôi, mình đánh nó không được các bạn ơi, mình đánh nó không được các bạn ơi. Ui, nhưng mà ui, nó dí mình, ui, nó có đánh mình không vậy, ui, mày, ui, trời ơi. Hình như nó không đánh mình mấy bạn ơi, mà nó chỉ đi theo mình thôi. Ủa, con này nó không đánh mình nè. Mà sao con này, hình như con này nó to hơn mấy con hồi nãy bạn ơi. Sao đi theo mình nè. What? Nhìn cái tướng nó đi, nhìn mắc cười quá. Ủa, phải rồi. Vậy là cái này, cái cây gậy này, cái cây trượng Ai Cập này là dùng để triệu hồi mấy con này ra hả? Phải nồi. Bây giờ mình sẽ lên trên lầu mình kiếm cái con quái vật nào ở đây không? Ui, có con quái vật zombie nè. Rồi, mình sẽ... Ui, sao hai con dữ vậy? Ủa, vậy là mình có thể triệu hồi được nhiều luôn hả? Ui, triệu hồi ba con luôn. Triệu hồi được nữa không? Bốn con luôn. Cái này triệu hồi được hoài luôn các bạn ơi. Ủa, khoan từ, bây giờ chẳng hạn nha, zombie nó đánh mình cái thôi coi sao nha. Rồi, zombie đánh mình nè. À,
zombie mà đánh mình thì mấy con này sẽ đánh con zombie. À, hợp lý. Đánh nó đi. Để coi coi con này mạnh không, nó quýnh chết chết được con zombie không nha. Rồi, chết zombie luôn. Wow, vậy có nghĩa là mấy con này sẽ là thú cưng của mình các bạn ơi. Rồi nó biến mất rồi nè. Có nghĩa là trong một thời gian ngắn mình sẽ triệu hồi nó ra được và nó sẽ tấn công những cái con nào mà đánh mình và nó sẽ bảo vệ mình. Hợp lý. Trời ơi. Vậy chúng ta đã có được một cái cây gậy có thể gọi là triệu hồi ra được những cái con này. Hợp lý. Hợp lý bà trưởng. Và ok các bạn ơi, trong tập này chúng ta đã làm được gì nào? Các bạn thấy xung quanh mình có quá trời những con gọi là thú cưng của mình không hả? Đó, đây là thú cưng của mình nè các bạn. Đó, thì hôm nay chúng ta đã gọi là khám phá được cái tượng nhân sư siêu to khổng lồ. Và sau đó chúng ta còn kiếm được một cây gọi là trượng Ai Cập mấy bạn ơi. Cái cây trượng Ai Cập này nè, là có thể triệu hồi ra được những cái con này. Đó, triệu hồi nè, đó, một con trên trời rơi xuống nè, thấy không? Nè, coi nè, triệu hồi nè, triệu hồi thì trên trời rơi xuống nè. Triệu hồi, đó, thấy không? Quá xịn luôn bạn ơi, cái cây trượng nhân sư này có thể trượng Ai Cập này có thể triệu hồi được những con này bảo vệ chúng ta. Quá xịn luôn ạ. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thấy thích video này, đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên của team Hero nữa nha. Và mình nói thật là cái series Vùng Đất Chết này càng lúc mình thấy nó càng có nhiều thứ bí ẩn hơn rồi đó. Kiếm được cái cây này là coi như là mình có thể là có thú cưng để mình nuôi nè. Đó, quá hợp lý luôn. Bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt. Và các bạn muốn mình làm gì trong những tập tiếp theo, hãy nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Và nhớ like ủng hộ cho Vùng Đất Chết nha anh em. Bye bye. Yêu anh em phải rồi. Tạm biệt.